Dầu quý xin chào tất cả bà con làm sầu riêng. Hôm nay quý xin làm video này để đính chính cái chuyện bữa trước. Quý có nói về cái chuyện mọi người chia sẻ về thừa nước, gọi là sầu riêng sẽ rụng và không đậu trái, hoặc là xòe ra như chân gà, bông xòe ra như chân gà. Thì hôm nay quý quay lại cây sầu riêng này, có thể nói đây là cây sầu riêng sổ nhị cuối cùng trong vườn của quý. Đây, sau đây quý sẽ leo lên thang và quay cho mọi người xem cái trái nó như thế nào. Sau khi cái này là sổ nhì được 50% hoặc là 30% gì đấy, thì cây sầu riêng này bắt đầu, đây cũng có tháo khớp nhé, là bắt đầu là mưa, có một trận mưa hơn một tiếng đồng hồ thì chắc chắn phải là thừa nước rồi, chứ không thể nói là không thừa, đúng không mọi người? Nhưng trái vẫn đậu như thường mọi người nhé. Đây, vậy thì theo cách nhìn của quý, trong năm vừa rồi cái đợt nắng khủng khiếp như vậy á, thì cái việc nhiệt độ cao là cái việc khó làm đậu trái sầu riêng nhất. Thì quý có khoảng 5 cây sầu riêng già sổ nhì vào đúng những cái ngày mà nắng nóng đó, thì gần như là trái đậu rất là kém, đậu lác đác. Vậy thì cũng xin chia buồn với tất cả những bà con, những cái người mà sổ nhì vào những ngày nắng nóng khắc nghiệt như vậy. Thì kể cả việc tưới nước và xịt trên cây thì tỷ lệ đậu nó cũng hơi kém. Còn riêng cây này của quý thì một cơn mưa tầm tã, sau đó nó lại tiếp tục sổ nhì. Thì quý ngưng 3 ngày nước, sau đó lại tưới lại một tiếng đồng hồ với 2 bét 120 lít. Cách ngày, thì ngày hôm nay cái lượng trái nó đậu như thế này thì quý có thể gọi là nó thừa trái nha mọi người nha. Đấy, có một số nó sáng nó to như ngón tay rồi. Đây, thì cái này là chắc chắn đậu rồi nè. Đậu gọi là bước 1 nhá. Bước 1 để đậu trái, sổ nhì đậu trái thành công cái đã. Còn tất cả các công đoạn tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ làm từng bước một. Đấy. Vậy thì đưa ra cái kết luận là gì ạ? Kết luận là có thể rằng quý có thể rằng nếu chúng ta có thể tưới đẫm trước khi sầu riêng sổ nhì, bật bét lớn trên cao cũng được, tưới dưới gốc tùy, trước khi sầu riêng sổ nhì xong ta ngưng vài ngày, hoặc là như những ngày nắng nóng vừa rồi mỗi ngày quý tưới 20 phút 30 phút thì quý đều tưới hết, thì năm nay sầu riêng của quý những cái lệch, những cái ngày khủng khiếp thì có những cây sổ lại á, thì nó vẫn đậu trái như thường, như vườn cây tơ trên rẫy đây. Thì có thể nói là tỷ lệ đậu trái là đạt tới 9 điểm, hoặc là 90%. Thông báo với mọi người như vậy. Còn cây già là quý sảy mất 5-6 cây, sổ nhì khắc nghiệt. Nhưng mà những cây đó hiện nay vẫn có trái nha. Nó đậu, nó không phải là không đậu mà đậu lác đác, không cần tỉa trái luôn. Thì vẫn có đủ trái trên cây. Thì đây là đôi điều đính chính quý chia sẻ về việc sầu riêng đang sổ nhì mà gặp mưa, nhưng mà mưa dầm là thua nha mọi người nhé. Đây là mùa này cũng không dễ gì có mưa dầm đâu. Sổ xong có một cơn mưa thì trà cây vẫn đậu trái như thường. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.